Muốn đích liên quân tại gameliênquân.vn, uy tín, chất lượng. Chào mừng bạn đến với channel Trẻ Em Game. Nói không về nhà, hồi máu chẳng khác là khả năng bất tử cả. Nhưng đó chỉ là không về nhà khi còn chưa thức mà thôi. Chứ đôi lúc giao tranh lớn liên tục là phải về hồi nhé. Nhây là lên bảng ngay lập tức. Hiện tại Liên Quân Mobile có rất nhiều vị tướng có khả năng hồi phục mạnh. Chính nhờ đặc điểm này nên các vị tướng đó đi đường và giao tranh rất mạnh. Bởi nhiều máu và hồi máu liên tục không bao giờ có tội cả. Không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta cùng tìm hiểu ngay các vị tướng đó nhé. Top 1, Payna. Dù là một con bài khá mỏng manh, nhưng để nói về khả năng hồi máu cho bản thân và đồng đội thì Payna cực kỳ bá đạo. Payna luôn là một bình máu di động cho toàn đội khi cần. Giao tranh càng lâu càng có lợi nếu team bạn có Payna. Mặc dù vậy, nhưng do có nhiều ưu điểm nên Payna ít được ưa chuộng ở bậc rank cao và đấu trường chuyên nghiệp. Đây là con bài khá ưa thích của nhiều anh em. Đơn giản là chỉ chơi giải trí hoặc là đấu thường thì Payna luôn là sự lựa chọn tốt. Chính khả năng tăng tốc độ đánh và hồi máu từ chiêu 1 càng khiến cho Payna nếu có một đội hình tốt có thể kết hợp với các Q-Rod hay là tướng tanker của đội tạo thành một hàng chắn hồi phục giao tranh liên tục và để đường. Payna hoàn toàn không tệ chút nào đâu. Top 2, Mugenga là con bài cực kỳ hot ở các phiên bản đầu tiên với khả năng hồi phục bá đạo. Mugenga thuộc vào hệ pháp sư đời đầu nên có khá nhiều điểm yếu. Mặc dù đã có nhiều lần chỉnh sửa qua các mùa, nhưng Mugenga khó có thể tỏa sáng trở lại khi mà các Kari hay là Preta đang rất nổi. Mugenga ở phiên bản đấu trường sinh tử chuẩn bị cập nhật được tăng sức mạnh với hai lần tung chiêu 1 độc tố khiến cho pha giao tranh của Mugenga hiệu quả và vô cùng mạnh. Cơ chế này giống với Tulen, tức là tích đầy hai lần thì hồi chiêu liên tục và nhanh hơn. Lưu ý nhé, tin tưởng Mugenga trở thành một tướng giúp anh em rank bạch kim thoát khỏi rank vàng, bạc, máu trắng. Nhớ chơi vị tướng này nghe nhé. Top 3, Lữ Bố. Nếu Lữ Bố còn có chiến thần, rất khó để hạ gục vị tướng này. Khả năng hút máu cực kỳ bá đạo, kể cả việc đánh trụ. Chính vì có khả năng hút máu nhờ chiếc cuối và thêm một ít chỉnh sửa, Lữ Bố luôn là một con bài vô cùng được ưa chuộng qua nhiều phiên bản. Có thể nói đây là vị tướng bất hạnh nhất trong Liên Quân vì bị quá nhiều kiện tướng bỏ qua. Một vị tướng mạnh giá rẻ 20.000 thôi, nạp cạc là có ngay, nhưng nhiều anh em lại bỏ qua, thay vào đó cố bục mặt cày cuốc để cố lấy 28.000 vàng. Và rất nhiều vị tướng khác thật đắt. Liên Quân nhiều tướng rẻ nhưng mạnh. Đương nhiên việc sử dụng còn tùy ở bậc rank và đối thủ ra sao mới là cách sáng suốt nhất. Hồi phục bá đạo, cơ động cao, đây là vị tướng lý tưởng cho mọi anh em. Top 4, Arum là vị tướng mới mắt ở đấu trường Liên Quân nhưng đã làm nên tên tuổi nhờ khả năng trâu bò và hồi phục. Càng nhiều kẻ địch vây quanh thì Arum càng hồi máu mạnh, càng mạnh mẽ. Arum có các ưu điểm có thể khiến cô nàng này trở thành một vị tướng solo đường rồng sánh vai với Malok nhé anh em ơi. Khả năng hồi phục không cần bàn rồi, chưa kể chiêu 2 thú rồng là chiêu thức khép góc giao tranh hay là trụ từ xa rất hiệu quả, chưa kể hồi máu rất nhanh. Chiêu cuối Arum anh em nên vận dụng lên các vị tướng máu giấy, hạn chế đánh vào tanker phun máu, nếu không bạn cùng đối thủ có thể phải đồng quy vô tận cùng nhau. Đó là điều cực kỳ đáng tiếc đâu nhé. Arum là một vị tướng nên mua nếu anh em muốn có một vị tướng solo đường khép góc giao tranh và khống chế mạnh. Đây là vị tướng kiểu semi tanker, nửa thủ nửa phép để tạo nên sức mạnh ghê gớm nhất. Nhớ lưu ý đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé. Top 5, Q-Rod. Hiện tại Q-Rod đang là một vị tướng hot pick với khả năng gánh team bá đạo, khả năng hồi phục tốt nhờ chiêu 2 và như giải hiệu ứng khống chế của chiêu cuối. Cá đang là một con quái vật late game. Cá là một vị tướng không sợ các vị tướng khống chế nên các vị tướng kiểu như là Alice, Mina gặp cá thực sự không có tác dụng quá lớn. Và đương nhiên cá mặc dù mạnh nhưng cần đội có hàng chắn tốt và mạnh đảm bảo cho cá có thể bay nhảy trong giao tranh. Mặc dù các con bài trên đây rất mạnh nhưng không phải là không có cách khắc chế hay sốc sát thương thật nhanh hoặc lên các món trang bị như là đao truy hồn, sách truy hồn khi bạn phải đối đầu nhé. Trên đây là top 5 vị tướng giao tranh liên tục không cần về hồi máu tại mùa 6. Nếu đồng quan điểm hoặc quay kinh cá nhân nhớ bình luận dưới video nhé. Và tiếp theo đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi add gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.